cách đường quốc lộ vào trong này là khoảng 30 km. Và hôm nay Thành Lương đang có mặt ở trong một cái thôn, đường đi vào trong cái thôn của người đồng bào dân tộc Dao trên Lạng Sơn này. Và chuyến đi lần này Thành Lương sẽ cùng chia sẻ cho bạn biết về cái đời sống của người đồng bào dân tộc Dao trên này các bạn nhé. Nhìn xa xa ở ngoài kia các bạn có thể thấy có rất là nhiều những cái đồi thông và khung cảnh ở đây rất là bình yên và mát mẻ. Mặc dù hôm nay thời tiết ngoài trời khá là nóng nhưng mà khi vào đây thì các bạn có thể cảm nhận được không gian mát mẻ và với những cái khung cảnh hữu tình như ở ngoài kia. Và bây giờ Thành Lương xin mời các bạn cùng theo chân Thành Lương để khám phá cuộc sống của người đồng bào dân tộc Dao trên này các bạn nhá. Bây giờ mình làm lại nhỉ? Cái này là những ngôi nhà này mình làm được bao lâu rồi chứ? 4 năm. Xin chào cả nhà, hôm nay Thành Lương đi vào trong cái thôn bản mà lần trước Thành Lương đi vào quay đám cưới ấy. Thì hôm nay Thành Lương gặp các cô đang làm nhà ở đây. Thành Lương quay luôn cho các bạn xem cách người ta làm nhà ở đây. Đây là những cái ngôi nhà bằng gỗ hết cô nhỉ? À, mọt hết rồi, bây giờ mình làm lại xây bê tông lên hả cô? À, cũng mọt hết rồi nhỉ. Đây, người dân đã bắt đầu có những sự gọi là tiến bộ về những cái ngôi nhà. Khi người ta có tiền, người ta sẽ bắt đầu làm những ngôi nhà bằng bê tông. Ngoài kia thì các bạn có thể thấy những cái ngôi nhà trình bằng đất kìa các bạn nhỉ. Thành Lương sẽ qua xin phép chủ nhà review qua những cái ngôi nhà trình đất cho các bạn xem nhé. Đây là những cái ngôi nhà trình của người đồng bào dân tộc Dao Lù Gang ở trên Lạng Sơn. Những cái ngôi nhà này hoàn toàn là bằng đất, đất sét đấy các bạn. Và được lợp những cái ngói đỏ. Bên này thì là làm bằng những cái blue này, những tấm blue. Ngôi nhà này Thành Lương nghĩ là làm cũng khá là lâu rồi đấy. Trên chắc cũng phải gần có 7 năm đến 10 năm rồi. Tại vì nhìn những cái vết tường này bị nứt ra khá là nhiều. Thành Lương định vào xem có người, Thành Lương xin cho quay nhưng mà không có người. Thôi Thành Lương cứ quay cho các bạn xem nhá. Bên này có mở cửa này, nhưng mà cửa đằng trước thì lại không có mở. Bây giờ Thành Lương sẽ qua đây cho các bạn cùng xem cái căn nhà trình đất và được lợp bằng những cái ngói âm dương ngày xưa các bạn nhé. Cái anh vừa rồi thì chia sẻ là căn nhà này thì có hai vợ chồng già ở thôi. Thì không biết là hai bác đi làm chưa về. Wow, ở đây rất là mát. Đây là cái căn nhà của hai bác ở đây. Các bạn có thể thấy là ở đây có rất là nhiều những cái cây củi. Củi này là dùng để nấu bếp. Ôi, cây cà. Cà này là cà pháo. Không biết là hai bác đi đâu rồi. Thành Lương sẽ đợi hai bác về. Khi nào hai bác về Thành Lương sẽ quay cho các bạn cùng xem không gian bên trong cái căn nhà trình đất bằng lợp bằng ngói âm dương này các bạn nhé. Vâng. Ở đây các bạn có thể thấy người dân tộc Dao Thanh, mình vẫn là Dao Thanh Phán chứ anh nhỉ? Hay là Dao Lù Gang? Vẫn là một thôi anh nhỉ? Các bạn có thể thấy ở đây có cái này là tổ tiên thôi anh, không phải là những cái đồ vân dụng để nhưng mà những cái vận dụng này là để làm cấp sắc chứ đúng không? Cấp sắc đám cưới đúng không? À, cấp sắc đám cưới đám ma.
Em thấy đây có cái trống giống như của dân tộc Dao Thanh Y bọn em này. Đây bên dưới này này. Đó. Ở đâu ở gọi là dân tộc Dao thì nó cũng có những cái điểm giống nhau các bạn ạ. Thường thì các bạn vào nhà của người dân tộc Dao Lù Gang trên Mẫu Sơn hoặc là Dao Thanh Phán ở dưới Quảng Ninh. Họ cũng là cùng ngôn ngữ như nhau. Thì các bạn có thể thấy bàn thờ của họ đặt ở nơi trang nghiêm nhất của ngôi nhà. Cái nơi mà được gọi là đẹp nhất của ngôi nhà ấy, tại vì người Dao quan niệm rằng là tổ tiên và các vị thần luôn là những cái điều mà được quý trọng nhất. Cho nên bàn thờ của họ luôn được đặt ở những cái chỗ trang trọng nhất của ngôi nhà. Ở đây có những cái dòng chảy rất là mát luôn. Các bạn có thể nhìn thấy cách mà người dân ở đây người ta lấy nước này. Thì người ta sẽ làm một cái ống tre như này. Sau đó là người ta sẽ để nước chảy vào trong cái bình này và nó chuyển về đây. Sau đó là người ta sẽ lắp cái vòi ở đây và kiếm nước về. Đó. Ở đoạn này khi vào đây thì các bạn có thể thấy là hầu như là không có nước và nước ở đây rất là ít. Các bạn nhìn xa xa ở ngoài kia có một cái căn nhà kìa. Thành Lương cố gắng nhìn lắm rồi nhưng mà không biết là cái nhà kia là đường từ hướng nào vào. Thì ở dưới này thì lại có một cái chỗ sạt này. Ở đằng bên dưới này thì có một cái đồi nương. Nhưng mà cố gắng nhìn lắm vẫn chưa thấy cái đường đi vào nhà kia. Tít ngoài kia là có một cái căn nhà kìa đó. Nhưng mà chưa biết là nhà đấy đi đường nào. Trước mặt các bạn đây là những cái đồi ngô của người dân tộc Dao trên Lạng Sơn các bạn nhỉ. Và xa xa ở trên kia Thành Lương thấy có một cái ngôi nhà. Nhưng mà tìm đường là không biết đường nào lên trên cái ngôi nhà đó. Đấy, cái ngôi nhà màu trắng trắng đấy các bạn, bị cây che mất cái ngói rồi. Bây giờ bọn mình sẽ tìm cái đường lên trên kia nhé các bạn nhé. Để khám phá cái đồi ngô này. Thì xem ở trên cái màn hình nhỏ như thế này các bạn sẽ có thể là không cảm nhận được hết cái vẻ đẹp ở đây. Nhưng mà khi các bạn đứng cạnh ngay chỗ khu vực Thành Lương đang đứng này này, nhìn lên nó rất là rộng và đẹp luôn các bạn ạ. Thật sự cảm giác nó rất là mát luôn. Cái cảm giác nó rất là yên bình. Bây giờ xin mời các bạn cùng theo chân bọn mình tìm đường lên trên cái ngôi nhà kia các bạn nhé. Các bạn thân mến, bây giờ Thành Lương đã tìm đường đến đi vào trong mấy cái ngôi nhà mà lúc nãy Thành Lương ở ngoài kia và nhìn thấy ấy. Các bạn có thể nhìn thấy ở đây có một cái ngôi nhà trình mà người Dao người ta thiết kế rất là đẹp luôn. Ở đây người ta còn ngăn thêm những cái tường ở đây, ngăn những cái tường bằng gỗ này các bạn này. Đi vào trong những cái ngôi nhà trình đất như này các bạn có cảm giác rất là mát. Đi bây giờ thì sẽ đi vào trong này các bạn này. Ở dưới này thì là cái vườn ngô và có một bác gái đang một bà. Con chào bà ạ. Bà đang làm gì bà? À bà đang cạo vỏ sắn hả bà? Bà không biết nói ạ? Báo nghe được con nói không? Bà làm cái này để cho lợn á? Tiếc quá bà không giỏi cái tiếng phổ thông cho nên Thành Lương cũng khó nói. Bà ở nhà một mình à? Ở một mình ạ. Con cháu đâu hết rồi bà? Không biết. Không biết nghe. Vâng, con đi con đây con thích qua quay cái đồi ngô ấy bà. Vâng, con qua đây một tí bà nhá. Ở dưới này là cả một cái bãi ngô rất rộng ra ngoài kia các bạn này. Tít tận ra ngoài đường ấy các bạn. Thành Lương khá là khó khăn để tìm cái đường này. Mới đầu Thành Lương đứng ở ngoài kia thì không biết là cái đường nào sẽ lên đây. Nhưng về sau thì hỏi mãi hỏi 2 lần luôn thì mới tìm được cái đường lên trên này. Chắc là người nhà đi đi làm hết rồi các bạn ạ. Ôi con lợn kìa. Con chú lợn đen. Cái chuồng lợn thì làm rất đơn giản thôi. Ở đây người ta còn thiết kế cái ránh nước chảy xuống đây rất là gọn luôn. Chắc là xuống cái ngô luôn. Đây là còn có cả một cái bếp để đun nấu cho lợn này. Hình như Thành Lương còn thấy ở trên còn có một cái ngôi nhà nữa cơ.
Ui, đây còn có hai chú lợn này. Lợn ơi, đói chưa lợn ơi? Đây mát lắm các bạn ạ. Đồi ngô. Cái khung cảnh ở đây rất là gần gũi luôn các bạn ạ. Các bạn nhìn xa xa ngoài kia có đẹp không? Đấy. Rất là đẹp và yên bình nha các bạn nhá. Ở đây là bà đang nấu một nồi cám lợn rất to các bạn này. Đây cám lợn. Đây là ngôi nhà của bà. Thì con cháu của bà đã đi làm hết rồi. Vâng. À, bà không có máy à bà? Không có máy thái à? Không. Không có à? Vâng. Cái này là bà thái cái này cho lợn hay là cho gà bà? Cho lợn đúng không? Dạ, cái tay của con á. Tay của con là bị càng cua. Gọi là nó bị đau ấy bà. Nó mọc cái nhọt ra đây. Vâng. Bà rất là quan tâm các bạn, bà rất là để ý nha. Tay của Thành Lương bị đau. Bà hỏi. Vâng. Thế cái nấm này không dùng làm gì anh? Cái nấm này là nấm gì? Nấm sâu. Nấm sâu cước đấy á? Ờ. À. Em cứ tưởng nấm liêm không phải kiểu này nha. À. Nhưng mà cái này mình dùng, mình lấy về bán hay là ngâm rượu để cái làm gì hả chị? À. Thế người ta bán bao tiền một cân? À, 360. Ở trên này có điện rất là tiện luôn các bạn ạ. Như một số nơi thì Thành Lương đi qua thì nó không có điện đấy, chỉ nó không được tiện như này đâu. Ôi, món gì đây anh? À? Chuẩn bị làm món gì đây? Có món gì đâu. Hôm nay bọn mình vào nhà anh Quang thì được anh Quang mời vào nhà. Và làm món rồng xanh vượt đại dương. Phải không anh Quang? Món này món rồng xanh vượt đại dương phải không? Chặt thế tí này ăn luôn cả già ấy nhỉ. Lười lắm. Với chị đang khò cái gì đây? Nhóm lửa á? Ôi có cái để cái đồ à, cái nhựa thông nó cháy nhanh mà. Không cháy nhanh bằng khò này đâu. À. Khò này còn nhanh hơn. Em tưởng dân làm nhựa thì nó phải là dùng nhựa chứ. Các bạn nhựa đủ tốt. Thì ý là lấy cái cành nhựa ấy anh. Ừ. Đây là món thịt sóc các bạn này. Sóc này mà xào tỏi ngon anh nhỉ. Ừ. Ở trên này hầu như ai cũng có cái món này đúng không? Không hẳn đâu. Có người không có người đi. Dừng các bạn ạ. Cái món này lâu lắm không được sờ vào rồi. Chuột nó cũng có những con to như này chứ phải không anh? Chuột không ngon đâu, chuột này không thấy ngon. À, ý là những ở trên đồi mình có chuột đồi to như này chứ? Có. Cái loại chuột đồi mà nó cái bụng có cái vạch trắng hình nhỉ? Ừ, loại to hơn đây nhiều. À. Không nên khoa ở. Có hôm nay là còn mát đấy, hôm qua như nóng hơn nhỉ. Qua em đi cạo bỏ đi rừng hôm qua. À.
Hôm qua với ai đi rừng? Một mình. Máu thế. Đi rừng đến tối phải không? Ờ. Ok. Hôm nào cho em đi cùng nữa. Em hôm nào rảnh. Nhưng em không đi được thì có vướng chân vướng tay anh không? Sao đâu, đi chơi mà. Ừ. Em thấy xào với cái vỏ này mới thơm mà anh Quang. Đập với cái vỏ xào nó thơm lắm. Thế Lục Bình cũng là dân tộc của anh Quang với đúng không? À, chị ở thôn. Xã à, xã Tam Giao đó. À, em biết xa đấy mà. À. Lâu lắm không được thấy nấu bằng cái củi như này. Có thấy nhưng mà cái kiểu nấu củi mà ở dưới kia chỗ Thành Lương ấy các bạn, người ta toàn nấu bằng cám lợn, nấu cám lợn thì mới dùng củi này thôi. Sóc. À, món sóc đây. Món này chắc ở trên này phải có khách đặc biệt mới dùng đến chứ phải không chị? Có con nấu mà vẫn xong. À. Em tưởng là phải có khách đặc biệt như bọn em mới nấu. Thế thì lại quý hóa quá. Anh mở cái cửa ra cho sáng đi anh Xuân ơi. Mở đây, như thế thôi. À. Ánh sáng rồi. Có rồi, em tăng ánh sáng rồi. Máy tăng được mà. Đấy. Trên này toàn ăn đặc sản thôi các bạn ạ. Dân ở trên này toàn ăn đặc sản thôi nhá. Đặc sản trên quê. Cái món này mà mang ra ngoài kia bán đắt lắm ấy anh ạ. Ừ. Anh có bán bao giờ không? Không. Không bán nữa. Ừ. Nói chung ở trên này xa chợ ấy, toàn khác ấy xong rồi bán ăn thôi nhỉ. Ừ.